Tối ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng 10 năm Quý Mão, chùa Phật Quang Phổ Chiếu ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi thiền trà cho quý nam nữ Phật tử. Chứng minh đêm thiền trà có Đại Đức Thích Huệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Huệ Tài, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Minh Thuận, phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Định Tín, tổng giám thị, phó quản chúng trường trung cấp Phật học tỉnh, sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và hơn 50 Phật tử về tham dự. Thiền trà là khoảng thời gian quý giá để chư tôn đức cùng quý Phật tử ngồi lại bên nhau, lắng lòng nghe tiếng chuông ngân tỉnh thức, nghe những bản thiền ca nhẹ nhàng tĩnh tâm và quán chiếu mọi điều trong cuộc sống dưới góc nhìn của thiền quán. Trong giây phút ấy, quý Phật tử được lắng nghe Đại Đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chia sẻ: chúng ta thường nghe ở nơi nào có ngôi chùa mọc lên thì nơi đó giảm bớt đi cảnh khổ cho nhiều người. Từ đó muốn nói lên được ngôi chùa ấy sẽ mang đến giá trị phước báo, làm cho đời sống con người khi đến chùa giảm bớt đi những nỗi khổ niềm đau, không phải ở đâu xa mà do chính bản thân chúng ta nương tựa vào ngôi tam bảo. Nhờ đó mà mỗi chúng ta biết suy tư, tự mình xây đắp nền tảng đạo lý Phật pháp, giá trị đạo đức phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Sau những ngày bôn ba với cuộc sống để mưu sinh, buổi thiền trà chính là giây phút để quý Phật tử mượn nó đưa tâm trở về với thực tại của chính mình. Tiếp lời, Đại Đức Thích Huệ Tài, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hướng dẫn quý Phật tử có những giây phút lắng động, lắng nghe tâm mình, tìm lại sự nhẹ nhàng thanh thoát, hoàn toàn sống trong thực tại, hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái, an lạc và hạnh phúc. Qua buổi thiền trà, sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hy vọng hàng Phật tử tìm thấy được sự an lạc, hạnh phúc trong tâm hồn và tự tin nhận ra trong mỗi con người chúng ta đều có thể là Phật. Vị Phật đó chính là đức tin, niềm an lạc, giải thoát trong bản thân của mỗi người mà phương pháp thiền trà mang lại. Đó chính là những giá trị cao đẹp và dễ dàng thực hành tu tập. Trong tiếng chuông trầm lắng ngân vang, đại chúng cùng nâng chén trà thơm thưởng thức, hàn huyên những điều bất tận để tâm trở về với tỉnh thức ấm áp đêm trà thiền diệu.